thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Khải Huyền chương 19. Khải Huyền chương 19 mô tả sự kiện liên quan đến sự tái lâm của Chúa Giêsu. Chương này gồm hai phần: niềm vui khi thấy hệ thống Babylon bị tiêu diệt và những tình tiết diễn ra khi chiên con tái lâm trên đất. Đây là chương đầy ắp niềm vui đắc thắng. Đây là chương duy nhất trong toàn bộ Tân Ước có lời ngợi khen Hallelujah và được dùng 4 lần. Chữ này xuất hiện rất thường xuyên trong Cựu Ước, đặc biệt là sách Thi Thiên. Chữ này có nghĩa là ngợi khen Chúa và thường được dùng trong mối liên hệ với các sự kiện Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ ác. Trong bối cảnh Khải Huyền chương 19, ca đoàn Hallelujah của thiên đàng cất lên tiếng ngợi khen Chúa về việc Ngài sẽ trừng phạt những kẻ ác trên đất. Hơn nữa, bài ca ngợi khen này được dành riêng cho Đức Chúa Trời, là đấng ban sự cứu chuộc, đấng có mọi vinh quang và quyền năng. Câu 1 đến câu 10 là bài ca ngợi khen của ca đoàn Hallelujah của thiên đàng. Một đoàn người đông đảo trên trời cất tiếng lớn mà ngợi khen rằng: Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã phán xét công minh và chân thật. Ngài đã phán xét kẻ đã hủy hoại đất và cư dân trong đất. Ngài đã báo thù cho các đầy tớ thánh Ngài. Tất cả những ai đang hiện diện trước Ngài Đức Chúa Trời, như 24 trưởng lão và 4 con sinh vật, đều Amen, Hallelujah. Tất cả những người kính sợ Chúa đều ngợi khen Ngài. Kế đó là khung cảnh tưng bừng, hớn hở của lễ cưới chiên con. Đại kỹ nữ đã bị tiêu diệt, cô dâu tinh sạch của chiên con bước vào đời sống mới. Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy cùng ca ngợi Chúa. Và đây, một phước hạnh khác của thiên đàng: phước cho những người dự tiệc cưới chiên con. Khung cảnh quá choáng ngợp đến mức sứ đồ dân quỳ xuống muốn thờ lạy thiên sứ. Nhưng thiên sứ ngăn lại và bảo rằng: hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Chỉ duy Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta thờ phượng. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đang trị vì. Thiên sứ chỉ đóng vai trò là đấng được ủy thác để bày tỏ khải tượng cho tôi tớ Ngài. Nguồn của khải tượng và của lời tiên tri là Đức Chúa Giêsu. Vậy nên, sứ đồ dân và mọi cơ đốc nhân chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời. Tương phản với khung cảnh vui mừng của thiên đàng, sứ đồ dân được nhìn thấy khải tượng về sự kiện kinh khiếp diễn ra trên đất. Tuy nhiên, trọng tâm của khải tượng này không phải là sự hủy diệt, mà là đấng sẽ thi hành sự đoán phạt hủy diệt. Câu 11 đến câu 21 nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu ở trên đất. Đây là đỉnh điểm của toàn bộ sự mặc khải đã trình bày trước đó. Đây là sự kiện đầu tiên trong số 7 sự kiện sau cùng sẽ xảy ra. Đó là đấng Christ tái lâm, Satan bị bắt, Satan bị giam cầm, thiên hy niên, kết cục sau cùng của Satan, sự đoán phạt cuối cùng, trời mới và đất mới, bao gồm Jerusalem mới. Sứ đồ dân lần lượt trình bày sự mặc khải này theo thứ tự, từ chỗ này cho đến hết sách. Câu 11 cho biết sứ đồ dân thấy trời mở ra, ông thấy một đấng cưỡi một con ngựa trắng. Những danh hiệu dùng để mô tả về Ngài cho thấy đó chính là Đức Chúa Giêsu. Những việc Ngài làm khẳng định chắc chắn rằng đấng ấy chính là Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng thành tín và chân thật, là lời Đức Chúa Trời, là vua của các vua, chúa của các chúa. Ngài phán xét và chiến đấu, Ngài nhìn thấu suốt mọi việc, Ngài đội mão triều thiên đắc thắng và uy quyền, Ngài đã đổ huyết để cứu chuộc. Những người theo Ngài đều được làm cho tinh sạch và thuộc về đạo quân của Ngài. Ngài dùng lời Ngài như lưỡi gươm bén, tiêu diệt các nước. Ngài dùng cây gậy sắt để cai trị. Ngài thực thi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Ngài là Đức Chúa Giêsu. Ngài làm mọi điều để cứu chuộc và để hình phạt những kẻ ác. Câu 17 trở đi mô tả khung cảnh kinh khiếp khi Chúa Giêsu tái lâm. Đó là ngày tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Đó là khoảnh khắc mà thiên sứ gọi toàn bộ chim chóc đến để ăn xác của những người bị diệt vì cớ sự không tin và sự chống nghịch của họ. Tất cả thế lực của các vua trên đất, quân đội của chúng,
kẻ thờ lại thần tượng đều bị giết bằng lời của đấng cưỡi ngựa. Riêng con thú và kẻ tiên tri giả của hắn thì bị bắt quăng xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Khải Huyền chương 19 cho thấy sự tương phản rõ rệt, niềm vui vỡ òa ra trên thiên đàng với tiếng Hallelujah vang dội. Đấng cứu chuộc đến, lễ cưới chiên con diễn ra, hội thánh được chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, trên đất diễn ra sự thanh tẩy triệt để bằng lời của Chúa Giê-xu. Mọi kẻ không tin và thờ thần tượng đều bị lời Chúa đoán phạt. Nhìn về điều sẽ diễn ra khi Chúa Giê-xu tái lâm, chúng ta càng thêm vững tin và tiếp tục kêu cầu Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến. Câu hỏi suy ngẫm. Khải Huyền chương 19 mang đến cho bạn niềm hy vọng, niềm vui và nỗi sợ nào? Bạn được thôi thúc để làm gì trong thời điểm hiện tại? Bạn sẽ nói gì về Chúa Giê-xu cho thời đại này? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời con, vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Amen. Hallelujah. Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của con trị vì. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.